Rồi, em xin chào cả nhà, chào toàn thể cô chú, anh chị em yêu Lan. Hôm nay thì em người nó hơi mệt mệt, đâm ra là sẽ nói nhanh mà nói ít hơn so với ngày bình thường, tại vì em thì rất là nhiều khi bán hàng, nhiều khi là cứ muốn nói chia sẻ tất cả các thứ, nhưng mà hôm nay là mệt, đâm ra mọi người thông cảm nhé. Thì em cứ dò lan sau này em nói theo hình, mọi người chốt thôi nhé, có cái gì mọi người thông cảm, lúc nào khỏe thì lại tiếp tục giới thiệu kinh nghiệm tất cả các thứ cho mọi người nhé, cả nhà nhé. Dò lan hôm nay thì nói chung là có 10 cái giò, em phải khẳng định luôn là VIP, cực kỳ VIP, không những VIP về cây nhưng VIP về hoa nữa cả nhà nhá. Rất mong mọi người xem, dành tặng cho em một nút like để em có cái sức khỏe tốt để tiếp tục là lại phục vụ mọi người nó được được tốt hơn cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn. Chè, đầu tiên là chè cả nhà nhá. Bác nào uống rồi, mua rồi thì lại nhắc lại cho em 160.000 một cân nhá, mọi người mua. Nói chung chè 160 thì nhiều bác vẫn khen bảo ôi giời chè 160 nhưng mà về uống cực kỳ là ngon, không bù cho ở dưới quê mua mất 200-300.000 mà chè uống chả ra gì. Mật ong rừng chuẩn nhá cả nhà nhá, tin em, nghe em, ủng hộ em nhá, 400.000 một lít đấy. Em bây giờ em giới thiệu gọn gọn thế, không hôm nay mệt. Tinh dầu xả thì 1-2 giọt là mọi người lau được cái sàn nhà, xua đuổi côn trùng, muỗi, dán các thứ các kiểu nhé cả nhà nhá. Nguyên chất 450.000 một lít, như một cái chai này là nó rơi vào là 230.000 cả nhà nhá. Hoa đu đủ đực. Hoa đu đực được 300.000 một cái túi như này, nó rơi vào 5 lạng thì phải. 300.000 nhé cả nhà nhá. Được 5 lạng nhỉ? 5 lạng ấy cả nhà nhá, 5 lạng ba hoa đu đủ đực. Ngâm, nói chung là nhiều cái hay về đu đủ lắm. Hôm nay thì còn đúng 3 gói như này. Đây. Sâm đương quy, hôm nay ví dụ như là một cái gói này em cân lên là sau khi rửa này, hút chân không các thứ cho mọi người ấy thì nó rơi vào được 1 cân. Có nghĩa là trước lúc em mua một cái hai cái củ này thì nó rơi vào cầm cân vừa mua buổi sáng rồi, xong rồi hút chân không các thứ về để mai sẵn tiện cho mọi người. 150.000 một cái túi này có hai củ to nhá. Hai củ to là bây giờ em rửa rồi đã lên cân, là nó được 1 cân rồi nhá. Không bình thường là chỉ khi mua là người ta cân lên sau khi rửa thì nó vẫn hao tầm 8 lạng thôi. Chứng tỏ lúc em mua nó rơi vào là tầm cân 2, hai củ này tầm cân 2 nhá cả nhà nhá. 150.000 một cân, 150.000 một túi. Đây, củ đẹp. Những cái củ to như này mọi người có thể ngâm được 7 lít rượu cả nhà nhé. 7 lít rượu không bình thường, những cái củ bình thường thì mọi người chỉ ngâm được 5 lít thôi. Sâm đương quy rất tốt, dòng họ nhà sâm nhé cả nhà nhé, 150.000 một túi nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn, đến dòng lan rừng nhé cả nhà nhé. Đấy, mệt nói lẫn. Đầu tiên là trầm tím rừng nhá. Đấy, chỉ cần một bông thơm cực kỳ luôn, nhưng mà cái này là ít về làm giống cả nhà nhá, thơm lắm. Để đặt bàn uống nước thì uống nước chè cũng thấy ngon, thấy thơm với cả nhà. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Hình số 38 100.000, hình số 38 100.000. Có 2 giò thôi cả nhà nhá. Hình số 39, hình số 37 108.000, hình số 37 108.000 cả nhà nhá. Có cái loại này đặc biệt. Đây, mua hàng tấn, hàng tạ, hàng container thì sổ được một mặt bông. Giáng hương Tam Bảo sắc Lai Châu. Giáng hương Tam Bảo sắc Lai Châu đột biến nhé cả nhà nhá. Bình thường thì nó không phải màu này, màu trắng toát này. Đây là dòng đột biến nhé cả nhà nhá. Cái này thì bao giờ cái cây đột biến ấy thì nó nhìn nó không được mướt mát, mà nói chung nó eo ắt lắm. Cần là như phải qua tay mình chăm sóc riêng biệt thì nay mai nó lại lên cực kỳ là đẹp nhé. Giáng hương Tam Bảo sắc Lai Châu đột biến. Cái này thì nó bị tụt mất ngọn rồi. Đấy, bị tụt mất ngọn rồi cả nhà nhá. Cái còn mỗi cây được mỗi duy nhất cái cây này, nhưng mà cây này yếu hoạt nhất. Nhưng mà cả một cái dãy này. Đấy, cả một cái dãy này nó tụt mất ngọn, kiểu gì nó sẽ lên một ngọn mới, lên một con mới. Cái thứ hai về mọi người ngâm. Ngâm cho em cái thằng cái kiwi xanh để còn mắt nào của cái thân này thì nó sẽ lên nhé cả nhà nhá. Giáng hương Tam Bảo sắc Lai Châu dòng đột biến nhé cả nhà nhá. Đấy, có một dòng này. Đấy, bán gọi là chia sẻ cho mọi người. Cái loại này hơi đắt tiền, mọi người bác nào lấy thì gọi điện trực tiếp nhé cả nhà nhá. Đột biến. Hai đuôi công.
Hình số 34 130.000, hình số 34 130.000 nhé, hai đôi công. Một cái giò nhỏ nhỏ để mọi người sưu tầm. Đẹp, nói chung là đẹp. Hai đôi công. Hai dâu xanh, em mời mọi người ngắm mặt bông. Đây, dâu xanh dâu quay nón đây. Nói chung nó độc, nó lạ và nó dị, nó chuẩn bị hoa rồi cả nhà nhá. Chuẩn bị hoa và hơn tháng nữa bắt đầu là cho hoa rồi. Một chậu của người chơi cực kỳ là phê. Phải nói là phê. Cây nào ra cây đấy nó khỏe. Và hai nó thuần lâu rồi nhé. Hai dâu xanh. Hình số bao nhiêu đâu? Hình số 18 250.000. Hình số 18 250.000 cả nhà nhá. Có hai chậu thôi. Mọi người nhanh tay thôi. Có nhiều. Ui dồi ôi, cái chậu này em này khẳng định rồi. Nhìn cái bệ lá ấy. Vãi kinh khủng luôn này. Gần 3 đốt ngón tay. Cái bản lá gần 3 đốt ngón tay. Ơ cái này Huệ ghi nhầm hay sao đây? Hải dâu xanh này 250.000 hết à? Hình số 32 250.000. Hình số 32 250.000 nhé cả nhà nhé. Hải dâu xanh sắp ra hoa rồi. Mua thời điểm bây giờ là đẹp cả nhà nhá. Hai đuôi công. Hai đuôi công có loại này thì cũng chuẩn bị hoa này. Nó phê lắm, nói chung là chơi vào tầm đôi 3 tháng. Chơi hải loại nào cũng thế, đôi 3 tháng. Hải đuôi công nhá. Như bình thường người chỗ khác người ta bán thuốc tép với cả nhà. Hình số 33 305.000. Hình số 33 305.000 của người chơi, của các bác dân, bác cái chồng nhá. 350.000 hình số 33. Cái này là gì đây? Ôi ôi, giật của người dân à? Hoàng thảo Henry và hoàng thảo tam bảo sắc, nói chung là của bác dân bác cái chồng này. Và cô cứ có dài, nhìn nó rất đẹp. Cây khỏe quán ngon lành cành đào nhá. Đáng hương hoàng thảo Henry cộng với hình cộng với hoàng thảo tam bảo sắc hình số 23 à, hình số 4 230.000, hình số 4 230.000 cả nhà nhá. Đẹp lắm, hôm nay có những cái giò VIP VIP cực kỳ luôn đấy. Về nói chung là mọi người mà mua được những cái giò đấy về thì gọi các anh em bạn bè mà những bác nào mà chơi lan đến ngắm sướng mắt luôn. Tiểu dáng hương nguyên một dề. Chắc là cũng chỉ có duy nhất một dề này thôi, không có dề thứ hai. Cái tiểu dáng hương mà nó nguyên dề mà nó đẹp như này nhé cả nhà nhé. Khúc gỗ này thì nó mục rồi, về mọi người ốp sang khúc gỗ khác nhé. Cái bó này khúc cho em nhá. Tiểu dáng hương hình số 15 400.000, hình số 15 400.000 tiểu dáng hương nhé cả nhà nhé. Đẹp. Mọi người mua được là được, những cái giò như này mua được là được cả nhà nhé. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 24 180.000, hình số 24 180.000. Nhớ cô chú nha mọi người nhé, hôm nay em mệt nhưng mà mọi người vẫn phải like cho em nhá. Like cho em để em động viên em nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 25 180.000, hình số 25 180.000 cả nhà nhá. Tư vấn với mọi người, phải tư vấn với mọi người là hôm nay mọi người mua cái giò nào không hay, mọi người mua ủng hộ nhá. Hình số 29 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 29 220.000. Đây, nói chung là toàn cây chọn cây đẹp, cây lá chỉ thiên nhé cả nhà nhá. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 30 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu 250.000, hình số 30 250.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu cực kỳ đẹp phê nhá. Hình số 31 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu 330.000, hình số 31 330.000. Cô chú nha, nhớ cho em là tiền nào của đấy cả nhà nhá, tiền nào của đấy. Không cần một người nó sách. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 23 180.000, hình số 23 180.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 26 180.000, hình số 26 180.000. Dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 21 180.000, hình số 21 180.000. Mua giò nào cũng ưng, giò nào cũng đẹp nhé cả nhà nhá, nhớ là ủng hộ em với. Tiếp tục dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 26 180.000, hình số 26 180.000. Cái này mới quay rồi nè, vừa nãy quay rồi, không lại nhấc lên.
Tiếp tục dáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 28 220.000 nhé cả nhà nhé. Đây ông dáng hương tam bảo sắc Lai Châu thì ông đẹp như này này cả nhà này. Nói chung ngoài nhìn đậm sắc lắm mà chỉ cần hai bông này nó hoa nó thơm. Hoa nó thơm ngát rồi, không cần phải làm gì nữa cả. À, hình số 22 180.000 hình số 22 180.000 dáng hương tam bảo sắc Lai Châu nhé. Thơm, chỉ cần hai bông này em đứng ở đây, đứng ở cái không gian ngoài này mà đã thơm lắm rồi. Đây là đặc trưng của Lai Châu, nó thơm, hoa nó đậm. Ơ cái giò cám này là của ai đấy? Có hai của lượn đó, cho hai xuống. Giò cám này. Giò này thì tuyệt, phải nói là tuyệt của Bắc Dân. Có một cây Vanda Uyên Ương đây này. Và có bốn giò, bốn cái thân hoa như này, nó đen, có hai thân đen xì, có hai đơn thân tím liệm và đen xì như thế này, và có hai thân thì nó màu như này. Cái cuống hoa của thằng này thì nó rơi vào tầm 60 phân, có cái thì tầm 50, có cái 40 và có cái tầm 5-60 nhá. Cáo Lai Châu nhá cả nhà nhá. Có bốn vòi hoa hai thân đen xì luôn. Hình số 1 450.000, hình số 1 450.000 cáo Lai Châu nhá cả nhà nhá. Dáng hương nuôi cáo đẹp, chậu này không mua là phí cả nhà nhá. Hai cái nụ đen xì, cái nụ này dư vào tầm gần 60 phân đấy. Cáo Lai Châu nó khỏe thì nụ nó cao tuyệt vời luôn. Đây lấy được một lô của người dân đây, nằm cánh trắng đây, đẹp chưa, vẫn còn toàn nụ nha. 1 2 3 4 5 6 thân hoa nữa, 6 thân hoa, thân mầm gốc thì lên nó quá phê rồi cả nhà nhá. Hình số 5 năm cánh trắng nghi ngọc 200.000, hình số 5 200.000 phê nhá, của người dân nhé cả nhà nhá. Nguyên một rề đẹp lắm, nói chung là mới này kiếm được lô này thì đẹp. Năm cánh trắng nghi ngọc, sau này cái hai cái khúc này để bỏ vào cái khúc này không cắt thứ thứ đây nhỉ. Năm cánh trắng nghi ngọc hai cái khúc như này nhá. Hai khúc này là hình số 6 130.000, hình số 6 130.000 năm cánh trắng nghi ngọc như cả nhà nhá. Hai khúc nguyên bản nhá. Không có cắt tỉa gì cả. Tôi thấy vứt cái này cứ quay rồi. Năm cánh trắng nghi ngọc tuyệt vời, nguyên bản người dân nhá. Đấy, nguyên bản nhá. Hoa vẫn còn rất nhiều nụ nhá, vừa hé bắt đầu nở này, đẹp lắm. Nói chung là lô hôm nay hay, lô hôm nay nhưng mà căn bản người giới thiệu thì hôm nay đại mệt. Hình số 7 200.000, hình số 7 200.000 như cả nhà nhá. Năm cánh trắng nghi ngọc nhá. Năm cánh trắng nghi ngọc. Đấy. Cái điệp vàng hình số 20 150.000, hình số 20 150.000 cái điệp vàng ấy, của dân người ta trồng ấy. Nói thật với mọi người, ông bác dân bác đi trồng rất tự nhiên đấy. Nhiều khi người ta cứ vứt ở ngoài mà cây lan nó cảm tưởng nó tốt, nó đẹp hơn cái vườn của nhà mình không biết bao nhiêu lần. Hình số 19 180.000, hình số 19 180.000 cái điệp vàng nhé cả nhà nhé. Hương vani, một đống nụ, một đống hoa đẹp lắm. Hương vani này, hoa này đấy, nụ đấy, hoa thì nó nhỏ thôi, nó bằng ngón tay út thôi nhưng mà nó thơm lắm, thơm, hoa đẹp thơm nhá. Hương vani nhá. Hình số 2 150.000, hình số 2 150.000, 150 hay 180 đây nhỉ. Hương vani 150.000 nhé cả nhà nhé. Hoa rất nhiều đẹp. Ôi giò này khủng này, giò này quá nhiều, còn quá nhiều nụ cả nhà nhá, còn quá nhiều nụ nhá. Đây một đống nụ dưới, nhìn thấy sướng chưa. Hương vani hình số 3 220.000, hình số 3 220.000, hình số 3 220.000 gặp là chuyện bình thường. Bảo trước năm cái ông năm cánh trắng này công nhận là đẹp. Năm cánh trắng y ngọc. Hình số 9 130.000, hình số 9 130.000 năm cánh trắng y ngọc nhé. Những cái giò nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà hoa nó cực kỳ là chất. 1 2 3 4 bông hoa mới nở chúm về, mọi người vẫn ngắm được bông nhá. Hình số 9 130.000 năm cánh trắng y ngọc.
của bác dân, bác cái trồng nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi, hoa cực chất. Hình số 8 130.000, số 8 130.000 cả nhà nhé. Đây. Nên mua những cái giò như này. Giáng hương tam bảo sắc Lai Châu hình số 10 300.000 của bác dân nhé, 300.000 nhé. Thơm, nói chung là chỉ cần một bông mà nó hoa Lai Châu này nó thơm tím này mà đẹp này. Thơm dã man luôn. Hình số 10 300.000, số 10 300.000 nhé. Đây này, đưa cái mặt bông cái đây. Cái giò đột biến đây. Mặt bông giáng hương tam bảo sắc Lai Châu nó bình thường này nhá. Còn đây là cái được kiếm được một cái cô ông đột biến này nhá, đột biến nó màu trắng toát như này cả nhà nhá. Đấy, một ông đột biến, một ông không đột biến đấy. Đột biến nhân sắc thể đấy. Trời ơi, hôm nay kiếm được hai cái giò kim thoa của bác dân đấy nhá. Ôi đẹp lắm, nói chung là kim thoa mặt bông nó thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà nhược điểm của nó nhược đây, ngủ đi nhé cả nhà nhé. Nhược điểm của nó là nó hơi nhìn nó hơi lỏng quàng. Treo thì nó mất diện tích, riêng thằng này hai, thằng này nó ít nhất thì nó phải rơi vào mười mấy bông. 4 rồi. Nói chung là quá nhiều bông như những cái nụ như thế nhé cả nhà nhé. Hoàng thảo kim thoa nhá. Hình số bao nhiêu? 12. Hình số 12 300.000. Hình số 12 300.000 em đứng dịch ra nha. Đấy, 12 nhá, 300.000. Rất nhiều nụ nhé, em mời mọi người ngắm mặt bông của hoàng thảo kim thoa để tưởng tượng là khi cái bông này nó ra bơ ra hoa thì nó như nào cả nhà nhá. Mọi người nhanh tay nhé cả nhà nhá. Đây mặt bông nó ra đây, nó ra theo kiểu chùm chùm như này này. Nói chung là đây, nó chùm như này này. Đấy, nó chùm như thế. Đây, bên này nhá, à, bên kia chứ. Mặt hoa bên kia nhá. Đây. Nó chùm này. Hoa cực kỳ là phê cô chú nhá, nên mua có hai giỏ thôi. Không có gì rồi nhá. Giỏ này thì quá khủng, quá VIP. Hình số 11 nó rơi vào bao nhiêu bông? Hơn 10 bông. Nó phải rơi vào hơn 10 bông nụ, toàn nụ như này rồi cả nhà nhá. Tuyệt vời ông mặt trời nhá. Đấy. Hoàng thảo kim thoa hình số 11 600.000, hình số 11 600.000 nhá, đứng xa ra. Để cho mọi người nhìn thấy nó to như nào. Đấy. Đẹp. Đẹp, bác nào mua được một trong hai giò này là được nhé cả nhà nhá. Mấy giò kia nó nặng nên là phải nhờ người ta bê. Đây. Cáo Lai Châu nhé cả nhà nhá, cáo Lai Châu nhá. À, thằng này thì nụ hoa xanh đét này. Nói chung là em trồng như này vừa tiểu dáng vừa chơi lũa vừa chơi cây cáo Lai Châu cực đỉnh. Lá thì nó dày cộm như cả nhà nhá. Có hai cây cả nhà nhá. Đẹp nguyên chậu như này về cứ thế là treo cho em nhá. Cáo Lai Châu hình số 35, hình số 35 800.000, hình số 35 800.000 cáo Lai Châu nhé cả nhà nhá. Tuyệt vời ông mặt trời nhá. Cáo Lai Châu nhá, ghép theo kiểu tiểu dáng của em rất đẹp. Cực kỳ là đẹp. Thuần lâu rồi nhá, đây là nguyên một khúc em đặt sang đây thôi nhé cả nhà nhá. Đấy, lũa này. Đó, cứ thế mà chơi, cứ thế mà hưởng thụ nhá, thành quả cả nhà nhá. 800.000, thì số 35 800.000. Cáo Lai Châu, một cây xịn sò nhá. Một cây xịn sò. Cực kỳ là phê nguyên thuần lâu cả nhà nhá, nhưng mà nó lại phân nhánh nhá. Đây, mọi người nhìn hoa này. Cái này thì nó đặc biệt đấy, nhưng mà hôm nay thôi để mang ra bán, tại vì cái nụ nó rất xanh, nụ dư vào tầm 60 phân. Nó phân nhánh nó rất xanh lét thì đang bảo là để bắt mặt bông. Hôm nay lại bỏ ra để cho mọi người đây, nó phân nhánh bằng 3 nhánh nhá. Có cái nhánh nhỏ này thì nó bị thui rồi này cả nhà. Nhánh nhỏ thui này. Còn nó phân nhánh như này cả nhà nhá, phân nhánh nhá. Cáo Lai Châu. Tuyệt vời. Cả nhà nhá, cái giò này thì cao tiền, mọi người phải cân đối nhá, mọi người cân đối. Bác nào lấy thì alo thôi nhá, tại vì cái giò cá phân nhánh này cao tiền nhá. Đấy. Ghép vào phía lũa đây nhá. Cáo Lai Châu phân nhánh nhá. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Em không bán giá. Chồn Lai Châu. Tuyệt vời nhá. Tuyệt vời. Nó như ở trong rừng rồi cả nhà nhá. Về vút ra 10 cho em cũng được. Hình số 14 450.000, hình số 14 450.000. Chồn Lai Châu. Không mua được những cái thuyền như này thì không có cái thuyền thứ hai nhé cả nhà nhá. Hình số 14 450.000, số 14 440. Có duy nhất một cái thuyền này thôi. Kiêm anh này cái mệt quá. Đây, cáo Lai Châu.
trồng nguyên vào một khúc nguyên một gốc cây nó rơi vào là cáo lai châu hình số 13 450.000 đây. Hoa đây cả nhà nhé. Nói chung là mua những cái giò này, một nụ hai nụ đẹp như cũng như một nguyên một khúc nha, khúc gỗ nha cả nhà nhá. Nhớ là cô chú đừng rời nha, còn rất nhiều cái mặt hàng nữa. Và thứ hai là mọi người nhớ like cho em ấy nhá, cô chú mọi người like hộ em với. Đây con hai hình đây. Hương vani. Hình số 16 180.000, hình số 16 180.000 dân thuần nhá. Hoàng thảo tam bảo sắt Lai Châu hình số 17 220.000, hình số 17 220.000. Hoàng thảo tam bảo sắc Lai Châu nhá. Đây. Đây con ơi, đâu? 20 bông hoàng. Đây đây. Đây nó chắp tay. Ra đứng đi đây. Về đi hội hộ em. Tuyệt đỉnh bắt đầu lên, lên sóng, bắt đầu lên sóng nhá cả nhà nhá. Bắt đầu mọi người chú ý, mọi người chú ý số điện thoại nhá, số điện thoại của em nhá để gọi chốt đơn này nhá. Đấy. Quay đi, tiếp tục quay đi, quay bốn phía cho anh. Đấy. Kinh điển chưa? 20 nụ dơ vào 20 bông cả nhà nhá, 20 bông. Tuyệt đỉnh công phu cây thì như ở trong rừng rồi. Nó là chồn Lai Châu ở đây, cho mặt bông ở đây. Mọi người nhớ để ý số điện thoại nhá. Nhìn thấy cái này cái là phải gọi điện luôn cho em nhá. Bác nào nhanh tay thì được nhá. Ấy chuồn Lai Châu nhá, đứng xa ra đi để cho mọi người nhìn thấy. Tuyệt đỉnh chưa? Tuyệt đỉnh chưa? Đấy. À, cái này thì em không đánh số, gọi là giò VIP đi. 20 bông hoa, cây đều, cây đẹp, lá chỉ thiên như ở trong rừng rồi. Mỗi một cây này nó rơi có cái thân nó toàn rơi vào hai cuống hoa nhá. Người gọi người ngắm lại này. Đấy, kinh điển lắm. Nói chung là đáng đồng tiền bát gạo ở nhà nhá, đáng đồng tiền bát gạo. Chồn nhá, chồn nguyên nụ nhá cả nhà nhá. Rồi tiếp tục đến hai cái giò mang che cẩn thận. Giò này nữa, trời ạ, được hai giò nhá, hôm nay được hai giò cho mọi người. Ui trời ơi, nhìn sướng mắt chưa, nhìn đỉnh cực tỉnh chưa. Đây tất cả cũng hoa nơi đây cả nhà nhá, đúng thật là cũng là đang mệt nhưng mà nhìn thấy những cái giò như này mà không nói để không truyền tải được cho mọi người. Cái hình thực tế và cái ngoài bên ngoài nó thực tế nó còn đẹp hơn rất nhiều nhé cả nhà nhá. Em phải cố gắng lại tiếp tục cười tươi nói cho mọi người biết là có hai giò này là giò VIP. Bác nào mua được là được nhé cả nhà nhá. Bác nào mua được và nhanh tay gọi điện cho em nhá. Nhanh tay gọi điện cho em chồn Lai Châu. Hình số 2 nhé, hình chồn tôi cái này đúng. Thôi đấy, có hai giò VIP. Còn cáo nữa, còn cáo cũng có giò VIP nhá. Có hai giò đấy thì cái nó cao tiền. Cao tiền nhá cả nhà nhá. Thế là hôm nay là có ba cái giò VIP, ba cái giò VIP, một cái giò đột biến, một cái giò đột biến gọi là duyên có duyên thì mới gặp được cả nhà nhá. Rất mong cô chú mọi người mua và mọi người ủng hộ và nhớ like em. Dù gì đi chăng nữa thì em cũng gọi là kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm là nhiều khi mua đưa những cái giò to tiền lên thì kiểu gì vẫn có cái bác vào, bác cứ nhắn tin bảo đắt thế này thì ai mua này, này thế bỏ ra ngần này tiền để mua giò lan thì ai chơi này. Đấy bắt đầu người ta lại bắt đầu kêu như thế, nên ra là em sẽ không báo giá những cái giò nó to tiền. Thì rất mong là bác nào mà như vậy nói là mua được là được nhé, không bao giờ nhé cả nhà nhá. Thì bác nào mua thì alo trực tiếp em báo giá nhé cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người tiếp tục qua đến cái dòng đặc sản Lai Châu nhá. Rồi em xin chào cả nhà đi chơi về trưa, mai là bắt đầu là lại một ngày làm việc mới rồi. Chúc toàn thể gia đình mình một sau một thời gian nghỉ ngơi thì lại tiếp tục công việc thật là tốt nhé cả nhà nhá. Đổi mới thì hôm nay lại quay cái đầu tiên, nó là hoa đu đủ đực. Thôi thần dược cả nhà nhá, thần dược nó quá nhiều tác dụng và một cái hũ như này là ngâm với 1 lít mật ong này, hoa đu đủ đực tươi nhé cả nhà nhá. Cái này buổi sáng ngâm được 1 tháng thì mọi người uống cho em. Toàn thể cô chú anh chị em là nên có một cái bình như này để dùng cho toàn thể gia đình nhá. Ngăn ngừa phòng chống điều trị bệnh ung thư. Quá nhiều bệnh, quá nhiều cái tác dụng của hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng nhé cả nhà nhá. Ngâm được 1 tháng thì mọi người uống cho em hộ em cái nhá. Cả nhà bác nào muốn sức khỏe tốt này, tuổi thọ cao này,
thì thôi cố gắng tìm hiểu những cái dược liệu, những cái dược liệu tự nhiên của trên rừng để mọi người mua về mọi người dùng uống nhé cả nhà nhé. Không bằng gì bằng sức khỏe cả nhà. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem thì ủng hộ em và giới thiệu những cái sản phẩm cho tự tay em làm. Tự tay là những cái sản vật của thiên nhiên thì chúng em ngâm lên như này để em bán cho mọi người uống cho nó tốt cho sức khỏe nhá. Hoa đu đủ đực ngâm với mật ong rừng đực tươi nhé cả nhà nhá, là 400-600 nghìn một cái hũ như này cả nhà nhá, 600 nghìn một cái hũ như này. Còn đây hoa đu đủ đực khô là 300 nghìn nhé cả nhà nhá. Còn đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa đây là 300 nghìn một cái hũ như này cả nhà nhá. Đấy, toàn bộ là những cái sản phẩm liên quan đến sức khỏe toàn thể cô chú, toàn thể gia đình. Rất mong là mọi người xem và mọi người nhớ like cho em với nhá, nhớ like cho em. Hôm nay thì cũng rất nhiều hàng lan rừng. Mọi người nhớ là xem hết video và ủng hộ em nhé. Rồi em mời mọi người qua đến dòng lan rừng nhá. Nói thật ra đây như này này, cái này là cái hũ của nấm đông trùng hạ thảo. Em bán, em cứ tách ra như này em bán cho nhỏ nhẹ. Ví dụ một cái hũ như này nguyên đai nguyên kiện đây, nó rơi vào 1,5 triệu. Nhiều bác là không có điều kiện để dùng hết cả một hũ này thì em tách ra như này. Hoa nấm đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa này là 300 nghìn một hũ này, thì em lấy cái hũ này để em lại ngâm mật ong rừng như này. Mật ong với hoa đu đủ 600 nghìn một hũ nhé cả nhà nhé. Còn hoa đu đủ đực khô này 300 nghìn nhé cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua đến những cái dòng lan rừng nhá.